Kính mời quý vị khán giả theo dõi chương trình Tạp chí Công Thương, chương trình do Sở Công Thương phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương thực hiện. Tình hình xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục đà tăng trưởng tích cực, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2023. Theo số liệu của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm ước đạt gần 190 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm xuất khẩu chủ lực là công nghiệp chế biến chế tạo đạt xấp xỉ 160 tỷ đô la Mỹ, chiếm 84,63% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, nhiều nhóm sản phẩm tăng cao như máy ảnh, máy quay phim và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, sản phẩm chất dẻo, gỗ và sản phẩm gỗ. Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, xuất khẩu tăng ở các khu vực kinh tế và tăng cao ở nhóm doanh nghiệp trong nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Thị trường thế giới phục hồi và dần chuyển sang trạng thái mới, thích ứng với những biến động lớn đã giúp số lượng các đơn đặt hàng xuất khẩu mới gia tăng. Mặc dù các ngành hàng đã nỗ lực mở rộng thị trường, nhưng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường mới chưa cao, chủ yếu vẫn phụ thuộc vào một số thị trường mặt hàng và khu vực FDI. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang các thị trường lớn như EU, Mỹ tiếp tục phải đối mặt với các áp lực về điều tra phòng vệ thương mại, các rào cản kỹ thuật mới liên quan đến môi trường, phát triển bền vững, chuyển đổi xanh. Do đó, để tạo thuận lợi cho xuất khẩu 6 tháng cuối năm, Bộ Công Thương luôn duy trì đều đặn các hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và chỉ đạo hệ thống thương vụ thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thị trường nước ngoài. Các quy định tiêu chuẩn, điều kiện của thị trường nước ngoài có thể tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Từ đó, Bộ và các cơ quan liên quan sẽ đưa ra khuyến nghị đối với các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp xuất nhập khẩu để doanh nghiệp kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, định hướng tìm kiếm đơn hàng từ các thị trường. Ngoài ra, Bộ sẽ tiếp tục khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTA, đẩy nhanh đàm phán ký kết các FTA, liên kết kinh tế mới để đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng và đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời chủ động theo dõi để bảo vệ lợi ích chính đáng của các ngành sản xuất trong nước trước vụ kiện phòng vệ thương mại, đẩy mạnh công tác chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ, đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế, cơ chế, phối hợp liên ngành địa phương, tăng cường công tác thông tin, phổ biến kiến thức về phòng vệ thương mại cho các ngành sản xuất, doanh nghiệp. Sáu tháng đầu năm 2024, các doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đã nỗ lực khắc phục khó khăn từ thị trường, tìm kiếm đơn hàng, duy trì sản xuất. Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách phù hợp cùng với các biện pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ sản xuất, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, nên sản xuất xuất khẩu tiếp tục có những tín hiệu tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP của tỉnh Bình Dương trong 6 tháng đầu năm ước tính tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,4%. Các ngành hàng chủ lực của tỉnh đều có xu hướng tăng. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm đạt 16,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Các thị trường xuất khẩu hàng hóa chủ yếu của tỉnh như thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Thái Lan, Trung Quốc đều tăng cao. Doanh nghiệp kỳ vọng xuất khẩu hàng hóa sẽ có sự bứt phá do các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như Mỹ, châu Âu đã kiểm soát được lạm phát, kích cầu tiêu dùng, hàng tồn kho giai đoạn trước đây giảm mạnh nên sẽ tăng nhập khẩu trở lại. Hơn thế nữa, càng về cuối năm, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa lại càng tăng mạnh. Đây là điều kiện thuận lợi để tăng trưởng xuất khẩu thời gian tới. Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập khẩu vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn do tỷ giá Việt Nam đồng đô la Mỹ tăng, dẫn đến chi phí nguyên vật liệu tăng, giá thành sản phẩm tăng. Qua khảo sát của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương về tình hình sản xuất kinh doanh của 422 doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến chế tạo, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh của ngành chế biến chế tạo quý 3 năm 2024 so với quý 2 năm 2024. Có 38,8% dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý 3 sẽ tốt hơn quý 2. Có 39% dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý 3 ổn định như quý 2. Có 22,2% dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý 3 khó khăn hơn quý 2. Dự báo số lượng đơn hàng mới của ngành chế biến chế tạo trong quý 3, tính chung toàn ngành, có 32,6% dự báo có số đơn hàng mới tăng lên so với quý 2, có 43,8% dự báo có số đơn hàng mới ổn định như số đơn hàng doanh nghiệp thực hiện trong quý 2,
có 23,6% dự báo có số đơn hàng mới tiếp tục giảm đi so với quý 2. Những đơn hàng lớn, dài thì nó đồng nghĩa với các doanh nghiệp chúng tôi được hưởng lợi. Đó là giảm rất nhiều chi phí so với từng đơn vị sản xuất ra. Đâu đó nó cũng phải giảm được 30%. Điều này sẽ giúp chúng tôi trong nhà sản xuất có đủ sức khỏe để làm điều này. Và tôi hy vọng cái kinh tế của chúng ta tiếp bước, đặc biệt là các doanh nhân, luôn tìm ra hướng đi riêng cho mình để đồng tốc cũng như để thích nghi với nền kinh tế hiện nay để có những đơn hàng trước tiên là đủ năng suất, công suất của mình. Thứ hai là kiếm những đơn hàng lớn, dài để tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận cho công ty. Năm 2024, Bình Dương đặt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng từ 9 đến 10% so với năm 2023. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn quyết liệt cho doanh nghiệp, đưa việc đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thành việc định kỳ, thường xuyên. Cùng với đó, kết nối hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động nhằm đáp ứng đầy đủ các hoạt động sản xuất, xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn của tỉnh. Cục Thống kê tỉnh Bình Dương công bố tổng sản phẩm trên địa bàn GDP Bình Dương trong 6 tháng đầu năm 2024 tăng 6,19% so với cùng kỳ năm 2023. Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2024, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 2,11%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 64,6%, khu vực dịch vụ chiếm 25,8%. Theo Cục Thống kê tỉnh Bình Dương, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm nay là mức tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ các năm trước. Trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, xuất khẩu gặp khó khăn, sức mua thị trường nội địa chững lại. Do đó, kết quả trên là rất quan trọng và đáng ghi nhận. Cũng trong 6 tháng, Bình Dương đã thu hút 633 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, số dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 87 dự án, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký là 316 triệu đô la Mỹ. Thu hút đầu tư trong nước tiếp tục tăng, có gần 3.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 15,4% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 18,6 ngàn tỷ đồng. Số doanh nghiệp điều chỉnh vốn là 664 doanh nghiệp, với tổng vốn là 15,6 ngàn tỷ đồng. Số doanh nghiệp đăng ký giải thể 266 doanh nghiệp, giảm 9,5% so với cùng kỳ. Phải nói là tổng sản phẩm trên địa bàn của tỉnh GDP chỉ tăng ở cái mức là 6,2 thôi. Tuy nhiên đây là một cái mức tăng mà cũng là rất khá so với các quý các 6 tháng đầu năm của các năm trước từ năm 2021 đến nay, tức là khá cao. Do đó mình cũng kỳ vọng là với cái khi mà tỉnh tập trung giải quyết những cái khó khăn vướng mắc cho cái khối doanh nghiệp và cái thị trường bất động sản thì kỳ vọng là trong năm 2024 là chúng ta sẽ tỉnh Bình Dương sẽ đạt được cái mục tiêu là kế hoạch đề ra là tổng sản phẩm trên địa bàn của tỉnh sẽ tăng từ 8 đến 8,5%. Thống kê vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm thực hiện 68,9 ngàn tỷ đồng. Trong kỳ, tỉnh đã đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đường lớn, tạo sự thông thoáng, đảm bảo sự kết nối hạ tầng đồng bộ giữa Bình Dương và các tỉnh trong vùng kinh tế phía Nam, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, kết nối mạng lưới giao thông khu vực, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công đường Vành Đai 3, quốc lộ 13, đường Tạo Lực Bắc Tương Uyên, Phú Giáo, Bầu Bàng, tiếp tục phối hợp các địa phương đơn vị có liên quan triển khai các thủ tục đầu tư các dự án đường Vành Đai 4, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Chân Thành, xây dựng danh mục dự án giao thông ưu tiên thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công trong năm 2024-2025, đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới hạ tầng giao thông kết nối giữa tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Những dự án mà tỉnh sẽ cố gắng là hoàn tất các thủ tục nhanh nhất để mà tổ chức khởi công công trình này, và hy vọng trong sau quá trình thi công thì tỉnh sẽ có một cái hệ thống giao thông cơ bản hoàn chỉnh, đáp ứng được cái yêu cầu của các nhà đầu tư và doanh nghiệp tỉnh. Đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối nội tỉnh và liên vùng, hạ tầng công nghiệp đô thị được tỉnh tập trung đầu tư mạnh mẽ nhằm tạo dư địa sản xuất mới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư.
với tiềm lực là thủ phủ sản xuất công nghiệp lớn, đóng góp sắp xỉ 10% giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước, Bình Dương đang tính toán để trở thành địa phương đầu tàu về logistics của khu vực. Đến nay, Bình Dương đã hình thành được chuỗi liên kết dịch vụ logistics cấp vùng với hệ thống hạ tầng gồm 15 trung tâm logistics quy mô lớn, trong đó có 3 cảng cạn ICD và 1 ga đường sắt quốc tế phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, hình thành 10 cảng sông, 21 kho hàng, 19 kho ngoại quan đang hoạt động, phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất tại các khu cụm công nghiệp và thực hiện chức năng phân phối hàng hóa đến các tỉnh thành trong khu vực và xuất khẩu. Cảng Thạnh Phước tại thành phố Tân Uyên vừa ra mắt địa điểm làm thủ tục hải quan tại chỗ, giúp các doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa một cách thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Vị trí nằm cạnh sông Đồng Nai với tổng diện tích 53 hectare, gồm 16 cầu cảng với tổng chiều dài lên đến 1 km. Cảng Thạnh Phước có khả năng tiếp nhận phương tiện thủy tải trọng đến 3.000 tấn. Cảng cạn Thạnh Phước đã mở và có cục hải quan làm việc tại đây thì giúp cho các doanh nghiệp có cái quy trình mà gọi là thông quan xuất nhập khẩu nó được nhanh chóng và tiện lợi, và cũng như là giảm chi phí, giảm nhiều đầu chi phí từ các cảng đích. Nhằm thúc đẩy hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã phối hợp với tỉnh Bình Dương đưa ga Sóng Thần trở thành ga liên vận quốc tế. Theo đó, Bình Dương định hướng tăng quy mô quy hoạch ga này từ 64,6 ha lên 190 ha. Từ quỹ đất công do thu hồi đất hết thời hạn cho thuê của khu công nghiệp Sóng Thần. Định hướng này đã được cập nhật vào quy hoạch các tuyến ga đường sắt kết nối trong khu vực, dự kiến quy hoạch đầy đủ các tính năng để kết nối vùng. Hiện nay, theo kế hoạch của ngành đường sắt, đơn vị đang chuẩn bị thi công các hạng mục thuộc dự án nâng cấp cải tạo ga Sóng Thần. Dự kiến sau khi hoàn thành, ga Sóng Thần sẽ đạt năng lực khai thác đến 3,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, giai đoạn 2025-2030, và trở thành đầu mối logistics lớn nhất trong hệ thống các ga đường sắt Việt Nam. Hoạt động vận tải đường sắt trong năm nay thì sẽ tập trung vào cái việc là tổ chức các cái hành trình tàu nhanh, rồi tổ chức thêm các cái tính toán đưa ra những cái giải pháp về phương án về giá, làm sao để giúp giảm thiểu được cái giá thành vận tải để làm giảm chi phí logistics cho các doanh nghiệp ở trên địa bàn tỉnh. Theo số liệu của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, địa phương hiện đang xử lý thủ tục hải quan cho khoảng 4.000 doanh nghiệp từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các doanh nghiệp làm thủ tục và vận chuyển hàng hóa nhập khẩu ở tỉnh Bình Dương tiếp cận thuận lợi các phương thức vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt, đường sông và đường hàng không. Cục Hải quan Bình Dương đã giới thiệu với doanh nghiệp quy trình vận chuyển hàng hóa qua kho hàng không kéo dài tại ICD Tân Cảng Sóng Thần. Mô hình này tương tự ga hàng hóa tại sân bay, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí vận chuyển hàng hóa đến cảng hàng không, thuận lợi trong việc gom và ghép, đóng kiện hàng hóa, đồng thời rút ngắn thời gian cân đo hàng hóa, soi chiếu an ninh và thủ tục hải quan. Các cái thủ tục hải quan tại cửa khẩu, tại kho hàng không kéo dài không khác biệt với tại sân bay quốc tế. Tất cả các cái thủ tục đều được Cục Hải quan Bình Dương và Chi cục Hải quan Sóng Thần sẽ hỗ trợ nhanh chóng theo đúng các cái nghiệp vụ quy trình mà quý doanh nghiệp thực hiện tại cửa khẩu sân bay quốc tế. Đa dạng hóa loại hình xuất nhập khẩu hàng hóa đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu có cơ hội phát triển và góp phần hình thành trung tâm logistics lớn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo các chuyên gia kinh tế, Bình Dương sẵn có nền tảng hạ tầng và khu công nghiệp sản xuất chiếm tỷ trọng lớn nên đủ sức để trở thành trung tâm logistics cho cả vùng. Cùng với đó, Bình Dương đang chú trọng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải. Đây là cơ sở quan trọng đưa tỉnh trở thành đầu mối logistics quan trọng của cả khu vực. Thưa quý vị khán giả, tạp chí Công Thương tuần này xin được khép lại tại đây. Chương trình do Sở Công Thương phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương thực hiện. Quý khán giả có thể xem lại chương trình trên website vtv.org.vn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.